Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn một loại phân đất rất là tốt, đó là phân Khao Manure. Đây các bạn nhìn thấy chữ Khao Manure and Compost, tức là phân bò và compost. Loại phân này đã được trộn lại với nhau rất là đều và tốt các bạn. Thì hôm trước mình có chia sẻ với các bạn là người anh của mình đã dùng cái phân này để bón cho cây hồng giòn, và cây hồng giòn đó mới có 2 năm tuổi mà có cả trăm trái ở trên cây, và cái trái rất là lớn các bạn, gần bằng cái chén mà mình múc đồ cúng, cái chén múc chè đó các bạn. Rất là cái trái hồng rất là lớn và đẹp các bạn. Thì nhờ người anh mình đó bón cho cái cây hồng đó là cái phân này, tức là Khao Manure and Compost, phân hữu cơ các bạn. Thì đây là phân bò nguyên chất, rồi người ta đem trộn với lại phân rác mục các bạn, trộn lại với nhau rồi mới đem trồng cho cây. Nghĩa là mình mua về, mình mở nắp chừng, mình cắt cái miệng nó chừng 2-3 ngày để cho nó ra hơi nóng, rồi mình đem mình bón trực tiếp vào trong cây, không có cần chờ thời gian bao lâu hết các bạn. Thì cây nó rất là thích phân bò. Cây nào mà các bạn muốn nó có trái nhiều thì các bạn bón phân bò, hoặc là phân gà, hoặc là phân dê, hoặc là phân trùng. Thì những loại phân của những con động vật đó thì rất là tốt nha các bạn. Nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn là các bạn nên mua phân bò mà đã trộn với rác mục đem bón cho cây mình trồng thì rất là tốt. Rồi một tuần hay là một hai tuần hoặc là một tháng các bạn lại tưới phân cá vào thì cũng là phân hữu cơ luôn, thì cây rất là tươi tốt luôn nha các bạn. Phân hữu cơ bây giờ rất là hiếm nha. Ở bên Việt Nam mình người ta rất là thích phân bò, nhưng mà không có nhiều để bón cho cây. Một cây người ta chỉ độ chừng 2 kg phân bò thôi là người ta bón cho một cây. Còn bên đây mình có rất là nhiều phân bò, tại vì có trang trại nuôi bò rất là nhiều các bạn, nên có phân bò. Rồi sẵn đó người ta lại trộn với rác mục nữa, nên sản xuất ra rất là nhiều phân bò, phân hữu cơ. Và cái căn bản để trồng cây đó là mình phải bón phân hữu cơ các bạn, nó tươi tốt, nó cho ra trái, mình ăn không có bị độc nha. Mình muốn cho trái ngọt, trái lớn thì mình bón phân hữu cơ với lại phân như phân bà, phân bò với phân gà. Rồi thỉnh thoảng mình lại tưới phân cá nó vô thì cái cây mình rất là thích luôn. Thì một bao như thế này ở lô bán là với giá là $2.38 một bao, và cái bao của nó với trọng lượng là 40 phao, tính qua ký thì là 18 ký, 140 gram nha các bạn. 14 gram, 18 ký, rồi 140 gram đó. Thì trên cái bao nó có in ra cho mình thấy đó,
Thì phân này rất là tốt, mình giới thiệu với các bạn và các bạn yên tâm mua về để xài nha. Mình có thể trồng rau cải rất là tốt, mình trộn thêm cái manure này, rồi mình trộn thêm peat moss thì nó sẽ mềm mịn rất tốt. Trồng cải mẹ xanh, cải xà lách đồ nó rất là tốt nha các bạn. Thì chỉ có 2 đô 38 sen một bao. Thì hôm nay mình mua 10 bao nha các bạn, để đem về mình bỏ vào gốc cây. Tại vì bây giờ gần tới mùa đông rồi, mình chăm sóc cây để cho năm sau nó có nhiều trái, nó tươi tốt, nó có nhiều trái nha. Tại vì mùa thu với mùa đông đó, trời mưa rất là nhiều, mưa nhiều làm cho trôi đất ở cái gốc cây của mình đi. Nên mình bây giờ phải tấp phân vào trong cái gốc, giữ cái gốc của nó lại cho nhiều đất để nó không có trôi đi nhiều. Rồi mình sẽ cho phân tan chậm nữa các bạn. Đó. Thì rất là rẻ, các bạn nên mua một gốc thì các bạn có thể đắp vô chừng 3 bao là Quỳnh Mai bảo đảm với các bạn là nó sẽ tươi tốt. Năm sau sẽ có ra trái rất là nhiều và trái ngon trái ngọt. Nếu mà mùa xuân năm sau các bạn tưới phân cá nữa thì sẽ rất là trái, rất là ngọt và lớn nha. Ngày mai các bạn, Quỳnh Mai sẽ chia sẻ với các bạn loại phân cá tốt để các bạn mua để dành năm sau xài nha. Thì cái phân phân bò này á, với lại rác mục này á, thì lúc nào cũng giá vậy các bạn, không có lên và cũng không có sụt. Tức là giá lúc nào cũng 2 đô 38 sen. Và mình muốn bao nhiêu bao thì cũng có hết, nên mình không cần mua về để dành nha. Đó. Thì cái mình nói là cái phân bò rất là tốt. Nếu các bạn ở nơi các bạn có vô mạc là cũng có bán, lô cũng có bán các bạn. Đó. Tức là lô Home Depot, Walmart đều có bán loại phân này hết. Rất là tốt. Nói chung là rất là tốt để mình trồng cây ăn trái, rau cải, bầu bí mướp. Đó. Mà giá thành là rẻ. Vậy thì hôm nay video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.